cô gái không dám về quê vì 38 tuổi vẫn chưa lấy chồng, chẳng ai cấm cản được chuyện đề ra hình mẫu lý tưởng cho người bạn đời. Tuy nhiên, hình mẫu đó phải thật sự phù hợp với chính bạn cả về hình thức lẫn năng lực. 01. Ngân, Hà Nội năm nay 38 tuổi, cô không dám về quê nhiều hay dự họp lớp vì hiện tại vẫn độc thân. Bản thân Ngân không theo đuổi xu hướng sống độc thân suốt đời xong vì những yêu cầu quá đáng của cô trong quá khứ mà bây giờ, Ngân vẫn lẻ bóng một mình. Mẹ cô thường gọi điện lên cho con gái, than vãn chuyện thi thoảng lại có người hỏi đến việc kết hôn của con. Tôi rất đau đầu, tôi cũng từng có ước mơ khi còn trẻ. Tôi không phải là từ chối việc lấy chồng chỉ là trước đó tôi đã có những quan điểm sai lầm trong việc chọn bạn đời. Cô bày tỏ, ngân xinh đẹp, có học thức, thu nhập cao nên có yêu cầu rất cao đối với người đàn ông sẽ chọn làm chồng. Ngân nhất nhất cho rằng khi nào có người đáp ứng được 100% yêu cầu thủ cô mới sẵn sàng kết hôn. Ngân chẳng bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn. Tuổi đôi mươi, cô có rất nhiều người theo đuổi, nhưng lúc nào Ngân cũng chỉ ra được khuyết điểm nhỏ nhặt của đối phương. Người thì gia đình điều kiện kém, người thì công việc không ổn định, kẻ thì mặt có mụn, kẻ thì gu ăn mặc không đẹp. Trong đó có hai người đàn ông khiến cho Ngân mỗi khi nhớ lại vẫn thấy tiếc nuối không thôi. Người thứ nhất tên Hùng, Hùng là một người đàn ông rất tốt, chu đáo và rất chân thành. Khi cả hai đi ăn, lúc nào anh cũng nhớ Ngân thích gì để gọi, anh tôn trọng ý kiến của Ngân, luôn biết cách khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ hơn. Hùng không hút thuốc uống rượu, quan tâm đến gia đình, thích chăm sóc người khác. Tuy nhiên, chỉ vì anh chỉ cao 1 phút 69 mà Ngân đã không đồng ý tính chuyện hôn nhân. Đối với người theo đuổi sự hoàn hảo như Ngân, đàn ông cao dưới 1 phút 75 thật sự không hài lòng nổi. Hùng cũng biết điều đó, anh luôn luôn khẳng định với Ngân rằng chiều cao như thế này không quan trọng. Điều cốt lõi là anh yêu Ngân và muốn khiến cô hạnh phúc. Tuy nhiên, Ngân vẫn quyết tâm chia tay chỉ vì vẻ bề ngoài của Hùng không đáp ứng được mong muốn của cô. Không hay. Hơn một năm sau khi chia tay Hùng, Ngân gặp Thắng. Người đàn ông này hơn cô 3 tuổi, cao hơn 1 phút 8, điển trai rất năng động, dám nghĩ dám làm và luôn bận rộn với công việc. Thắng hào phóng, luôn chi tiền mua cho Ngân những món quà đắt đỏ mà chẳng bận tâm. Thắng nói rằng đây là giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, anh thành công thì sẽ đảm bảo được tương lai vợ con thoải mái sống, không lo tiền bạc. Tuy nhiên, sau thời gian đầu vui vẻ bên nhau qua đi, Ngân lại cảm thấy đối phương quá bận rộn, không dành nhiều thời gian cho mình. Thắng hay đi công tác, bận rộn và mệt mỏi với công việc. Ngân vẫn thường hay trách móc cho rằng trong mắt anh chỉ có công việc mà chẳng quan tâm đến mình. Những năm tháng đó, trong đầu Ngân luôn có ý nghĩ nhất định phải có người bạn đời hoàn hảo, kiếm nhiều tiền và dành nhiều thời gian cho mình. Bởi thế, Ngân thường xuyên cãi nhau với Thắng mà gạt đi chuyện anh cố gắng như vậy chỉ vì muốn tương lai của cả hai tốt đẹp hơn. Cuối cùng, Thắng và Ngân cũng chia tay nhau. Ngân vẫn mãi miết đi tìm kiếm một người đàn ông hoàn hảo vừa cao to điển trai, tốt tính, chu đáo, Hiền lành lại còn biết kiếm tiền và dành nhiều thời gian cho ngân cuối cùng hành trình mải miết đó kéo dài mãi cho đến bây giờ tôi luôn chủ quan nghĩ rằng nếu thích thì kết hôn lúc nào chẳng được mải miết đi tìm kiếm người đàn ông hoàn hảo nên đến bây giờ tôi vẫn chưa thể chọn được ai phù hợp cả tất cả đều do quan điểm chọn chồng sai lầm của mình cô bày tỏ ba trong cuộc sống nhiều người phụ nữ có quan điểm về hôn nhân vô cùng sai lầm họ mải mê với lựa chọn hoàn hảo để rồi đánh mất đi những đối tượng thích hợp nhất với mình chẳng ai cấm cản được chuyện đề ra hình mẫu lý tưởng cho người bạn đời tuy nhiên hình mẫu đó phải thật sự phù hợp với chính bạn cả về hình thức lẫn năng lực và cả khả năng trong cuộc sống những người phụ nữ cũng nên hiểu rõ một điều rằng ai cũng có khuyết điểm cả chẳng ai là người đàn ông hoàn hảo nếu bạn chỉ biết theo đuổi sự hoàn hảo nhìn vào khuyết điểm của người ta mà đánh giá thì chẳng bao giờ cả hai có một kết thúc tốt đẹp đôi khi những tiêu chí tiêu chuẩn chọn chồng nó khiến bản thân người phụ nữ trở nên có sẵn các định kiến không đáng tồn tại và với định kiến rất khó để xua nó đi để nó không ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai khi yêu thương thì nên mở lòng nhiều hơn trao cho nhau nhiều cơ hội và đừng quá khắt khe với những chỉ tiêu hôn nhân các bạn phải nên biết vị trí và giá trị của bản thân mình trong một mối quan hệ nữa tuy nhiên nói vậy không phải là khuyên phụ nữ coi nhẹ đi những chỉ tiêu cơ bản của một người đàn ông nói gì thì nói các bạn vẫn phải xem xét liệu anh ta có đủ trách nhiệm có đủ sự tin tưởng và lòng tốt để chúng ta đồng hành lâu dài thật không đừng bao giờ vội vàng mà cầm nhầm một bàn tay nhưng cũng đừng vì những quan điểm sai lầm về lựa chọn bạn đời mà đánh mất đi những cơ hội xây dựng hôn nhân với ai đó phù hợp hy vọng rằng tất cả các cô gái sẽ vui vẻ với những lựa chọn của mình và không bị bó buộc bởi những nguyên tắc khó nhằn do chính mình tự đặt ra